Rồi, Thanh Toàn chào cả nhà nha. Rất vui khi cả nhà đã quay lại với kênh Vua Khỉ Miền Tây. Thì hôm nay Thanh Toàn có mặt tại ấp An Lạc, xã An Thái Đông, của huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Và Toàn đang cách ở nhà Toàn khoảng 500-600 mét thôi. Hiện tại thì đang chuẩn bị sửa đường. Đó là nhóm thợ cưa ba của Toàn á, gồm có anh Hải Béo nè, anh Cường và chú Đường, rồi có cả anh Đồng nữa, để phụ trách đi cưa cái đoạn đường này. Những cái cây nào mà đánh dấu ít như thế này là sẽ cưa bỏ nha cả nhà. Móc sẽ làm lộ 3,5 m hay 4 m gì đó, còn cũng chưa biết cái làm lộ mấy mét nữa. Và tổng hợp quý vị cũng theo dõi xem là ba của Toàn cùng với nhóm thợ cưa sẽ cưa những cây này như thế nào nha. Hiện tại thì anh Cường đang cưa mấy cái cây, đang cưa cái cây vú sữa bên kia. Và ba của Toàn cưa cây xoài bên đây. Nha cả nhà, là một thợ cưa đi thường đi chung với lại anh Hải Béo. Anh Đồng cùng với anh Hải Béo thì thường thường là đứng dưới đất cưa. Ông bận nằm dưới dạ cây. Ôi trên đó bơi, trên á, trên cái kèo á, trên nữa rồi, đập vô. Nghe cái cục gù á, cái cục gù, cái cục trở luôn á. Xuống chung xíu nữa, xuống chung xíu nữa. Chai nó bị nghẹt mũi gì mà. Đây cái ổ nè cả nhà. Lấy cái nóc dò ra. Ba cái toàn xịt không được rồi cưa luôn rồi cả nhà. Nếu mà không bằng thì ít ba cái toàn cũng sợ. Ồ, cái mùa này mùa xoài quá trời nhiều luôn, quá trời nhiều trái nè. Con trái xoài chín kìa cả nhà. Thì chín thì ghép. Trên kia cây xà cát. Chị kéo ngoài, chị kéo ngoài. Bên gần cây vú sữa bên dưới thì nó có một cái lu,
cái kiệu, nên anh leo lên lúc trên anh cưa nhánh nhỏ nhỏ ra nha cả nhà. Nếu không có cái kiệu đó là có thể là đứng dưới góc cắt cái bùm xuống, cắt cái ngã cái đùng xuống luôn được. Nó khô nó mục vì ông đeo quá trời tìm tập quá đó lấy con chai xịt mũi giờ ba có toàn đổ và sử dụng cái máy rotary R872 và cái làm dài 7 tấc thì vậy cái nè mới vừa giáp được cái mặt cây này. Dạ ồ ồ đã.
bằng cưa quá sâu dữ rồi. Có toàn cưa cái cây xoài ghép này nha cả nhà. Cây này vẫn có đánh dấu ít tại vì nó đang ve ra cái mặt lộ. Và cái cây xoài ghép này thì rất là nhiều dây điện với lại dây wifi. Ở như tôi thấy đa số là dây wifi, dây internet. Anh Thiên anh bẻ xài, anh bán mà xài Đài Loan ấy cả nhà. Xài Đài Loan mà xài trái bự á mà bán được có 7.000 ký à. Còn ba cái xài ghép này chắc còn nghĩ chắc có 2-3 ngàn diễn ký quá. Xoài dính quá trời luôn. Ông kia hình như là có một cái dây trên dây nha cả nhà. Có hai cọng dây đó. Anh Cường à, anh Cường mới nói người miền Tây chở anh lấy xà lan chở xà về. Trời ơi, sao hai trái xà chín nó dính trên đó rồi. Dính bên cây mận rồi.
Bà nội phải không? Tờ ghép này thì rẻ quá nên là không ai vẽ luôn nha đây nè. Wow, trời cháy à. Cây này bẻ dám được 50-60 kg xài á. Thôi ô rụng liệt địa luôn. Nguyên cây xoài này bé chắc 50-60 kg quá. Tại vì trên 50 kg. Là cái mùa của nó cho nên là xoài này là mình hái là bán lỗ. Còn hái giờ là bán 2 ngàn ký. Bảy hai mấy nhiêu ký? Có ngàn. Một ngàn. Có ngàn. Ngàn ký không mua. Mà hay gì đeo lên đem Sài Gòn nó bán đâu cũng 10 ngàn một ký à. Sài Gòn không bé luôn hả? Quá trời, bởi vậy cho nên vậy nè, bởi vì chưa kêu hái mà ta hái hồ lỗ. Hái hồ lỗ cao luôn. Có xài cát thì có giá được chưa, có giá được chút. Bởi dân mà tôi quá trời xài. Yeah.
cả nhà. Ăn tước tước ra vậy mới ngon. Ồ, oh, nó đã. Giải nó giải à. Xong 3 cây. Dẹp dính. Hôm nay sao đâu lâu quá anh, hôm qua cưa chung với sư tổ anh Cường. Không ngờ bạn công việc vừa mới xong. Hôm nay khán giả hỏi anh quá trời luôn. Dạ. Nó mắc cỡ lũi lũi. Cái này trúng mận không? Được giá, mận được giá không Cường? Dạ cũng được hẩm, được ba mấy ngàn lúc dài, còn hai mấy ngàn mấy rồi, ngàn. Con tính ra là làm vậy là lời được nhiều không? Dạ tính ra cũng lời có cả mười mấy triệu chứ. À mười mấy triệu mà bỏ ra hết cho bao nhiêu lâu? Cả tháng. Ba tháng mấy trời ơi. Ba tháng mấy thì mấy triệu là đi con đi cưa người ta. Cái mùi thuốc sâu nữa. Cưa anh hay báo nè. Thả mà đi cưa ngoài lộ mà không muốn hí chẳng. Ủa anh Đồng đó thường thường là đi chung với anh Hải ha anh Cường? Dạ. Ủa anh ở đâu lận? Cái bè này. Anh Đồng đang vũ cưa nè. Anh năm nay cưa được bao nhiêu năm rồi anh? Mới mấy năm rồi. Đây là anh Đồng. Này à. Giống sinh đâu qua 400 không à. Năm rồi đó. Mười mấy năm chứ. Cưa mười mấy năm rồi mà anh nói có mấy năm. Ba có toàn cưa cái cây vú sữa. Chết lâu rồi. Ôi chết rồi. Nó bị chết rồi. Chết lâu rồi. Nhưng mà nó ăn nguyên cái nhà mà cũng không thể leo lên. Quay trong đây chắc là hả cả nhà. Có cái thang ba chân. Để tuần lau cái camera cái nhật nè. Dính vào bụi rồi. Bây giờ vú sữa này cái phần nhánh nó dè vô cái mái nhà nè. Mái nhà của cô Bảy với chú Bảy. Với lại cái nhánh nó khô quá. Bên dưới thì khá nhiều dây điện nên là ba có toàn chắc cột treo cái nhánh lại. Và các bạn nói dây wifi nó có dây nằm trong dây nằm ngoài nên là khó cưa. Anh Hải xin bao 4 cái bọc đó đi gom đi lụm xoài xin xoài vậy để ta bỏ cũng vậy hả cả nhà. Này kéo tiện thọt sao cho nhanh về thôi. Qua đi cái gì nó khô không dám nó lục quá không dám ấy. Cắt dưới chân luôn. Qua đi ba cái toàn cho má năm một trái xoài chín cho má năm của toàn
từ xuống nha cả nhà. Xuống 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 xíu chứ đừng. Anh đây đủ mày đã gom thì vậy chứ cha. Dướng díu mày còn về quá trời. Rồi anh Hải sau thời gian luồn lách thì cũng đã qua được mấy xe dây điện. Mà còn tiếp tục leo lên quay xe ghép nữa. Ngay nằm ngay cái nhà luôn. Hư luôn. Ủa mới dễ dễ cái đường ra cho người ta đi chán chơi. Quá trời nó rụng cơ kìa. Giờ chiếc xe xài cho nó chín nha. Oh.
Chị nghe. Cô hãy nói lụm ăn đi để bỏ héo bỏ cũng vậy hả? Bữa nay thì ngược sáng nên là tối thui rồi nha cả nhà. Còn mong cả nhà thông cảm cho tao. Dây điện nhiều quá nên ba con thằng cắt cho nó suông suông lại mới dục xuống được. Thì điện thoại cảnh báo nóng quá nó không cho quay nữa. Khi mà nó nguội á thì ba có toàn cũng đã cưa xong cái phần đọt rồi. Thì còn cái phần thân này thôi. Phần thân này cũng khá là nhiều dây điện với dây internet. Đi gỡ đi cháu, để nó ăn lỡ luôn à. Chứ đường nó muốn xài dính ngứa mặt. Trái bành bành không? Đây nãy toàn nói trái chanh dây nè cả nhà. Đây là cái dây chanh dây nè. Nguyên con dây chập bá. Cái này thì nó còn xanh. Giờ anh Cường sẽ cắt hạ gốc nha cả nhà. Không ăn mà dục trời.
Rồi chúng cái đinh này hay quá. Cái gỗ. Đinh lúc trong luôn trời. Cái đoạn đường này thì còn cưa rất là nhiều cây. Và tổng thấy video này cũng khá là dài rồi. Thôi tổng xin tạm dừng video tại đây. Hẹn quý vị vào những video tiếp theo. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.